Được rồi, được. Vâng, xin kính mời quý vị trở lại chương trình Góc nhìn từ Tôn giáo. Trong phần 2 vừa rồi thì Hòa thượng Huyền Việt vừa mới chia sẻ từ khía cạnh của Phật giáo cũng như cái nhìn chung chung các tôn giáo khác nhau như thế nào. Và chúng tôi được xin mạn phép để chia sẻ một chút về cái nhìn từ Giáo hội Công giáo. Có lẽ cái khi mà chúng ta nói về tấm gương của Đức Mẹ hoặc là các thánh thì cái đó là cái điều mà rất là khác biệt giữa giữa Giáo hội Công giáo cũng như anh chị em bên Tin Lành. Thì chúng tôi muốn được trình bày như vậy là ở trong Kinh Thánh thì Thiên Chúa cấm con người chúng ta không có được tạo nên những cái tượng để mà thờ phượng. Nếu chúng ta đọc rõ ràng thì là để thờ phượng. Tuy nhiên nhiều khi nếu nhìn cái khía cạnh đó lệch lạc thì chúng ta thấy là con người chúng ta không phải tạo ra những cái tượng để thờ phượng, đặc biệt Giáo hội Công giáo, nhưng tôi tạo ra cái mẫu tượng đó để chúng ta nhắc nhớ những cái mẫu gương của những người đã sống cái cuộc sống niềm tin của mình tốt đẹp trong quá khứ, không phải để thờ phượng nhưng mà để nhắc nhớ mỗi người cũng vậy. Nhiều khi chúng ta có những hình ảnh của ông bà cha mẹ chúng ta thì chúng ta đặt cái hình ảnh đó trước mặt chúng ta để chúng ta nhớ. Nếu mà chúng ta làm theo cái điều Kinh Thánh mà không có những hình ảnh gì hết thì những lời Kinh Thánh đặc biệt nhắc nhở là không có thờ phượng mà thôi. Cho nên vì vậy mà những cái mẫu gương của những cái hình tượng của Đức Mẹ hoặc hình tượng của các thánh thì chúng tôi tạc ra để chúng tôi nhớ đến những cái mẫu gương đó. Và dĩ nhiên là nếu mà một người con mà đến để giống như nhìn hình mẹ của mình, nhìn cái tượng mẹ của mình để mà nhớ về cái người mẹ đó, mẫu gương của người mẹ, thì có lẽ mỗi người chúng ta cũng đều nghĩ là cái điều đó là rất là tốt. Và vì vậy cũng vậy, những cái hình ảnh của Đức Mẹ, những hình ảnh của các thánh ở trong Giáo hội Công giáo đều được dựng nên để những người tín hữu trong Công giáo nhớ đến những cái mẫu gương đó trong cuộc sống niềm tin của chính họ. Và chúng tôi không bao giờ đến để thờ phượng Đức Mẹ cũng như thờ phượng các thánh. Nếu mà nói về tới để cầu nguyện với các ngài thì có cầu nguyện cùng các ngài. Lý do ví dụ như mỗi những người tín hữu ở bên anh em Tin Lành có thể tới mục sư để xin mục sư cầu nguyện giùm cho chúng tôi, có không ạ? Và mục sư cũng có thể hứa là tôi sẽ cầu nguyện giùm cho các anh các chị. Thì cũng vậy, bên Giáo hội Công giáo chúng tôi thì chúng tôi đến để chúng tôi xin Đức Mẹ cầu nguyện giùm, cầu bầu cho mỗi anh chị em chúng tôi, thì điều đó nó cũng không có gì khác với đi sai lại cái điều mà Thiên Chúa đã dạy dỗ trong trong cái Kinh Thánh và trong cái niềm tin của Công giáo chúng tôi. Cho nên nói như vậy thì cái đó là cái niềm tin mà chúng tôi cùng chia sẻ với anh chị em Tin Lành, tức là chỉ có thờ phượng một Chúa Trời mà thôi, và tất cả những điều khác thì chúng tôi đến với những người các thánh ở trong Giáo hội, đến với Đức Mẹ để xin cùng cầu bầu cho chúng tôi đến trước mặt Chúa mà thôi. Tôi xin hỏi Linh Mục một câu được không? Dạ vâng, dạ. Dạ, liên quan đến vấn đề đó thì tôi cũng xin hỏi. Nếu mà ví dụ như chúng tôi đến với nhau để nói nhờ một sư cầu nguyện đó, thì cái đối tượng mà chúng tôi cầu nguyện là Chúa, chứ không phải là bất cứ người nào hết đó. Ví dụ như đối tượng của tôi nói là nếu là mục sư thì thôi mục sư cầu nguyện cho mục sư sắp chết đi thì nhờ mục sư sắp chết cầu nguyện cho Chúa, không phải. Khi mà nói nhờ mục sư cầu nguyện thì tôi cầu nguyện dâng lên lời cầu nguyện với Chúa là Đức Chúa Trời và Chúa Cứu Thế Giêsu, ba ngôi Đức Chúa Trời. Chứ không phải là qua bất cứ người nào khác hết. Trên Kinh Thánh đó là Đức Chúa Giêsu là đấng trung gian, là trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, cho nên nhân danh Chúa Giêsu để cầu nguyện với Đức Chúa Trời thôi. Chứ không phải là chúng tôi phải qua bất cứ một cái người nào để cầu nguyện với người đó, hoặc là người đó sống hoặc người đó chết. Chúng tôi không bao giờ nói chuyện với người chết hoặc là một cái gì đó mà là người thì không được, Chúa mới được, đối tượng được sự. Với lại là ví dụ như tượng, nói là tượng là tượng trưng, thì theo tôi là người Phật giáo trước đây đó, nhà lần tôi thờ tượng Phật đó, là phải làm phép, phải vô chùa cho thầy làm phép cái tượng đó, không thôi ma quỷ nó nhập vô. Tôi không biết là Giáo hội Công giáo có dạy nước thánh hay làm phép trên cái tượng không, hoặc là bên Giáo hội Phật giáo có làm chuyện đó không. Thì nếu chúng ta làm chuyện đó phải là chúng ta thờ cái tượng không? Và tôi nghe nhiều tín đồ Công giáo, xin lỗi, Phật giáo còn nói là cái tượng này tôi thờ 10 năm nay linh lắm, tôi đi vượt biên tôi phải đem nó theo. Rõ ràng là như vậy. Dạ, và quý vị thờ tượng chứ, tín đồ mình nó thờ tượng chứ đâu phải nó thờ đấng. Cái đấng mà mình nói là để giống như là làm cái có cái ý nghĩa để nhắc nhớ thôi, đâu phải vậy đâu, họ thờ cái tượng thiệt. Dạ.
Dạ vâng, để ngắn gọn đã trả lời Hòa Thượng Hồ Việt, tại vì nếu mà chúng ta đi sâu quá vào vấn đề đó thì sẽ thứ nhất là hết giờ, thứ hai là mất cái giờ của cái đề tài kế tiếp. Vâng, thưa Hòa và Mục sư Hồ Việt, thì cũng giống như là các tín hữu của Mục sư đi đến để nhờ Mục sư nói xin Mục sư cầu nguyện dùm Chúa cho chúng tôi để Chúa ban ơn gìn giữ chúng tôi điều này hay chúng tôi điều nọ, thì bên Giáo hội Công giáo cũng vậy, khi chúng tôi đến với Đức Mẹ hoặc đến với các thánh để xin các ngài cầu bầu, xin các ngài cầu bầu cho chúng tôi cũng giống tương tự như vậy, tức là xin các ngài cầu lên cùng Chúa cho chúng tôi, xin Chúa ban ơn cho mỗi anh chị em chúng tôi cũng được gìn giữ tốt đẹp như vậy. Nếu mà một người có thể đến với một người ở trần gian này đầy tội lỗi, bất toàn, mà có thể nhờ người đó cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho họ, thì huống chi mà chúng tôi có thể, tại sao không có thể đến Đức Mẹ hoặc là các thánh là những người đã sống cái cuộc đời của mình trọn vẹn trong cái niềm tin của mình tốt đẹp hơn mỗi những cái người mà chúng ta đang sống như vậy, tội lỗi như vậy nhiều hơn nhiều, thì làm sao mà tại sao chúng ta không thể đến để cầu nguyện cùng các thánh, cầu nguyện cùng với Đức Mẹ để xin các ngài cầu nguyện lên Chúa để xin Chúa ban ơn cho mỗi anh chị em chúng ta. Đó là cái câu trả lời đơn giản của chúng tôi về cái điều đó. Vâng, cái đề tài kế tiếp mà chúng tôi xin mỗi người chúng ta chia sẻ là nói về Mẹ Việt Nam. Bởi vì hôm nay là trong cái tháng về mẹ, đặc biệt là cuối tuần này chúng ta có những ngày hiền mẫu, và mỗi tôn giáo chúng ta cho dầu khác niềm tin, cho dầu khác tín ngưỡng, cho dầu khác điều gì khác, thì chúng ta cũng cùng chia sẻ về người Mẹ Việt Nam, phải không ạ? Người Mẹ Việt Nam đã cưu mang mỗi người chúng ta, và nếu mà không có người Mẹ Việt Nam đó thì chúng ta không có được hiện diện ở đây, cũng như có lẽ tôn giáo nhiều khi cũng không có được sống được ở trong cái ngoài cái môi trường của người mẹ cưu mang đó. Thì người mẹ Việt Nam đó bây giờ đang chịu đau khổ bởi vì chính quyền độc tài độc đoán đàn áp người dân. Người mẹ Việt Nam đó đang chịu đau khổ bởi vì những cái rừng bị phá, những cái biển đang chết dần. Như chúng ta cũng vừa mới biết là ở ngoài Hà Tĩnh thì có hàng ngàn tấn cá bị chết bởi vì cái biển đó bị đầu độc. Cho nên người mẹ Việt Nam đang đau khổ. Và đối với vai trò của tôn giáo thì xin hỏi là tôn giáo chúng ta có thể đóng góp gì để xây đắp cho Mẹ Việt Nam, chúng ta có thể đóng góp gì để bảo vệ cho Mẹ Việt Nam được? Xin kính mời Hòa Thượng. Dạ, kính thưa quý ngài và thưa toàn thể chư vị, khi chúng ta dùng Mẹ Việt Nam thì cái một là chúng ta hình dung ra là cái dân tộc Việt Nam đổ từ trong dòng lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước xuống tới bây giờ và chịu nhẫn nại, chịu đựng cực khổ đó, thì cái hình ảnh của người mẹ được coi là hình ảnh giữ lại cho cái diền mối, cái sự truyền tử lưu tôn, và đồng thời cái sự hy sinh để nuôi dưỡng đàn con. Thì trong cái khái niệm trừu tượng á, thì chúng ta có tính cách bao quát, nhưng Mẹ Việt Nam cũng có nghĩa là mẹ của từng người, từng gia đình, nghĩa là một phần nửa thế giới. Nhờ có mẹ cho nên mình mới có mặt mình cuộc đời, cho nên cái sự đau khổ của dân tộc thì chúng ta gọi là người Mẹ Việt Nam đau khổ. Chúng ta nói về mẹ của từng gia đình, của từng gia đình, từng dòng họ, thì cái Mẹ Việt Nam nó vẫn tiếp tục chia sẻ cái gánh nặng đau khổ đó. Cho nên cái dân tộc đau khổ, hai mẹ của mỗi người của chúng ta đau khổ bên kia Thái Bình Dương, thì chúng ta biết rằng chúng ta cần thiết là phải đáp ứng bằng mọi cách. Có thể nói là chúng ta không phải là Quan Thế Âm để lắng nghe đau khổ, nhưng ít ra kỹ thuật ngày hôm nay để cho chúng ta biết cái đau khổ của Mẹ Việt Nam trên phương diện trừu tượng, mang cái tính cách mà tổng quát, và Mẹ Việt Nam có tính cách là mẹ của mỗi người, mẹ của ai đó, thì chúng ta biết rằng chúng ta phải đáp ứng bất cứ cái gì mà chúng ta có thể làm được, nói, làm, suy nghĩ, đóng góp, phục vụ và giúp đỡ của cải vật chất như thế nào. Và cuối cùng ra, để giải thoát Mẹ Việt Nam trên tính cách tầm mức dân tộc và Mẹ Việt Nam cho từng gia đình, thì đất nước Việt Nam phải dân chủ tự do, thì Mẹ Việt Nam mới không còn khổ đau như đã khổ từ miền Bắc 70 năm, miền Nam 41 năm. Và khi có Cộng sản vô thì đất nước Việt Nam, Mẹ Việt Nam có thể nói là Mẹ Việt Nam đau khổ có thể từng giờ, từng ngày, chứ không phải là chúng ta ngồi đây để nghĩ về 41 năm rồi Mẹ Việt Nam đau khổ, hay 70 năm, 71 năm rồi miền Bắc, Mẹ Việt Nam đau khổ.
Dạ vâng, cảm ơn Hòa Thượng Việt. Kính thưa quý vị, thì xin cho chúng tôi gián đoạn chương trình một vài phút để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại. Rồi sau đó thì chúng tôi sẽ trở lại chương trình để chia sẻ với quý vị tiếp tục tiếp về các đóng góp của tôn giáo đối với mẹ Việt Nam đau khổ.